Nuôi cá trình bao nhiêu lâu mình thay nước một lần? Thay nước thì chúng ta nên nuôi cá trình thì cũng có thể thay nước và cũng có thể thay không thay nước. Tại sao? Hãy tìm hiểu nhé. Thứ nhất, bây giờ chúng ta nên có như thế này. Nếu như nuôi tôi không thay nước thì chúng ta nuôi ở trong bể tuần hoàn. Bể tuần hoàn thì không cần phải thay nước. Chỉ có thay nước khi mà chúng ta nuôi nước xả tràn hoặc gì đó chúng ta mới thay nước thôi. Còn chúng ta nuôi bể tuần hoàn thì không cần thay nước nha. Tại vì nước trong đó có vi sinh này, nó sẽ xử lý nước, sẽ lắng lọc và để trong cho cái hồ nước của mình. Nuôi cá trình nó phải là trong và sạch là được. Còn nước dơ thì không thể nào, cá nó không ăn và bỏ ăn. Và rất là nguy hiểm khi cá nó sinh ra những loại vi khuẩn, ký sinh trùng. Và cái đó nó sẽ rất là tai hại khi nuôi. Các bạn biết rồi đó, tai hại là hại hết. Còn chúng ta nuôi nước xả tràn hoặc là chúng ta thường xuyên thay nước, là một ngày chúng ta thay từ 1 đến 2 lần. Chúng ta thấy nước dơ thì chúng ta thay. Thì thông thường thì cũng có nhiều người họ nuôi nước xả tràn á, rất là kiểu cái là mình sẽ bơm một cái bể lớn đi, rồi sau đó cái mình nước nó từ từ xả xuống, gọi là nước xả tràn, bỏ nước bỏ. Trước đây thì nó sẽ tốn kém tiền điện hơn, nhưng mà nó được cái thì nó sẽ nước lúc nào cũng trong sạch. Và cái thứ hai là mình thường xuyên mình thay nước, tức là mình ngày từ 2 đến 3 lần thấy nước dơ thì mình sẽ thay nước. Mà nước của mình nuôi khoảng 20 phân hoặc 30 phân thôi, không nuôi nhiều. Nước nhiều, nước nhiều tại khi mà nước bà lớn á, mình không thể nào mình thay nước một lần như vậy rồi mình xả ra rồi bơm nước, nó tốn chi phí tiền điện rất là cao. Cho nên khi mình nuôi nó khoảng 20-30 phân vậy được là được rồi. Như đó là ok rồi. Sau đó mình nuôi, mình thay nước, xả nước, xong bơm nước mới vào. Khi mình đỡ thì cũng còn lại như đây nha. Không nên xả nước hết. Thứ nhất là nó cá sẽ thay đổi cái pH. Thứ hai, khi mà nước nó sẽ chảy. Thứ hai, nước sẽ mình sẽ cung cấp vào thì cho nó chảy rồi từ từ thôi. Không nên chảy quá mạnh. Tránh trường hợp cá bị sốc nước. Nhiều anh em đã bị như vậy rồi. Tôi sẽ chia sẻ phần đó cho anh em rút kinh nghiệm. Chứ không là nhiều người thì lấy cái nước bơm á, là bơm vào xoáy rồi xong có cá được như vậy. Đó là vì thứ nhất là bị sốc nước, thứ hai là cái lực nước của mạnh của con cá, lực nước của nước nó sẽ tạo lên. Và thứ hai nữa là cái trong cái giếng bơm của mình nó còn nhiều sắt và cái loại khí độc trong đó cũng ảnh hưởng đó. Các bạn lưu ý nha, hãy rút kết kinh nghiệm và cho bản thân mình là chính. Còn tôi chia sẻ chỉ là phụ thôi. Các bạn quan trọng là các bạn phải tìm hiểu và đúc kết kinh nghiệm của mình nuôi. Là để sau đó mình sẽ có một cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Đó, đã đúc kết lại mình nuôi sẽ có một cái quá trình nuôi bài bản. Không ai nuôi giống ai. Đó, nhiều người nuôi, bạn cũng giống chúng tôi mà tôi cũng chẳng giống bạn. Nhưng mà nuôi sẽ đi ra một cái tìm cái phương pháp nuôi hợp lý. Sẽ là tôi yêu. Vậy nha, bye bye mọi người.